ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Đã rất lâu rồi thì mọi người mới thấy là mình comeback với một video soát son đúng không? Cái lý do mà mình không thể nào chần chừ nữa mà mình muốn soát cho mọi người là bởi vì mọi người biết không? Kiểu có một cái cơ duyên thần kỳ gì đấy và vào một ngày mình rất là rảnh rỗi. Bình thường mình không hề rảnh rỗi đâu nhá. Mình lướt Shopee thì mình phát hiện ra bộ son mới nhất đến từ nhà Silky Girl. Nhưng mà cái điều mình muốn nói đấy là mọi người biết làm sao không? Bây giờ thời tiết bây giờ nó đã bắt đầu chuyển ra mùa rồi. Sắp tới là sang mùa thu và chẳng mấy chốc là sang mùa đông đâu. Là mùa đông ấy thì chúng ta mà đánh son lì thì luôn có một cảm giác cực kỳ khô căng, kiểu bong chóc rất là khó chịu. Thật tình cờ và thật bất ngờ mình đã phát hiện ra cái mẫu son này. Ok, về thiết kế nhá mọi người. Thì nó khá xinh, một cái thiết kế màu hồng baby. Với cá nhân mình là một người thích màu hồng thì mình thấy nó xinh nhá. Nhưng mà với các bạn mà thuộc tầm hơi trưởng thành một chút xíu thì mọi người sẽ thấy là những cái màu này nó hơi nữ tính quá. Nhưng mà không sao, bởi vì cái thiết kế này nó rất là hay. Mọi người nhìn này, Umbrella Sibua mở ra. Đấy, mọi người chỉ cần bấm vào cái nút này trên này nhá. Đây rồi. Nó rất là ok và cái chất lượng son bao bì cực kỳ cứng cáp luôn. Và bên trong thì mọi người thấy là cái chất son nó còn có khắc chữ Silky Girl, cực kỳ chuyên nghiệp mọi người. Và để không làm các bạn mất thời gian nữa, bắt đầu thôi. Để kiểm chứng độ dưỡng của bộ sản phẩm lần này thì trước đó mình đã không dưỡng môi trước. Và trên nền môi hiện tại của mình thì khá là nhiều vẩy da chết và tương đối khô. Và mình nhấn mạnh rằng đây là một cái màu son hồng gỗ cực kỳ xuất sắc. Và mình thấy thật sự là rất là may mắn khi mình đã sở hữu cái màu son này. Bởi vì đây là một cái cây son chuẩn hồng gỗ mà lại là son nhiều dưỡng. Nó cực kỳ phù hợp cho mùa thu đông lần này. Và màu này thì nó chuẩn màu đến từng mm luôn mọi người ạ. Là một cái tông son MLBB không hề kén người dùng. Độ dưỡng rất là tốt nhưng mà cảm giác trên môi thì cực kỳ vừa phải. Nó nhẹ môi và không gây khó chịu. Đối với màu 02 thì là một sắc đỏ đất, rất là nịnh da và trắng răng. Màu đỏ đất nhưng không quá trầm tối đâu và đủ để làm ấm lòng những cô nàng không có một bờ vai nhưng bù lại lại có được một đôi môi rất là quyến rũ và cuốn hút vô cùng. Điểm cộng của bộ son lần này theo cá nhân mình ghi nhận, ngoài cái chất son rất là mềm, mịn và ẩm mượt thì đó còn là một cái cảm giác rất là an tâm khi đánh, bởi đây là một bộ son không có mùi nha mọi người. 04 thì cá nhân mình thấy rằng nó hơi kén da. Tuy màu này thì đang hot ở bên Trung và bên Hàn nhưng mà nó chỉ phù hợp khi mọi người make up thôi. Mặt mộc thì nó sẽ hơi xỉn và làm tối mặt. Tuy nhiên thì nếu như mọi người biết kết hợp make up thì thực sự đây là một cái màu son rất là ấn tượng và chất nha mọi người. Và đến thời thứ ba này thì mình nghĩ rằng là mình nên góp ý cho hãng một chút là hãng nên đầu tư vào hình ảnh soát son hơn trên môi. Bởi vì nếu không thì sẽ có rất rất là nhiều bạn giống như mình bỏ lỡ những cái màu son rất là đẹp như thế này. Là một màu đỏ cà chua, nói chính xác hơn thì đây là một màu đỏ thuần nhưng mà nó khá là tươi mọi người ạ. Tưởng là hơi lúa nhưng mà không nhá mọi người. Khi mà mình đánh lên môi thì mình cảm thấy rất rất là đẹp. Nó tôn da, trắng răng và giống như là một cái ánh nắng mà dọi vào cái khuôn mặt dư như quả cà của mình á. Tự dưng nó có một cái luồng sinh khí hẳn lắm mọi người ạ. Chiết xuất tinh dầu rotằm, jojoba và vitamin E thì có tác dụng trong cái việc giúp cho dưỡng ẩm đôi môi cũng như là duy trì độ đàn hồi cho da môi của mình khá là tốt. Tuy nhiên thì bởi vì bản chất đây là bộ son nhiều dưỡng nên là độ bám của nó thì không quá tốt và mình cảm thấy rằng nó khá là dễ trôi khi mà mình lau đi hoặc là mình ăn uống một bữa lớn và chỉ để lại một cái stem màu rất rất là nhẹ nhàng thôi. Màu cuối cùng 09 là một màu hồng đất nút. Với màu này thì khá là trùng với cái màu môi tự nhiên của mình. Nó đem lại một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, kiểu make up no make up, rất sang nhưng mà không hề gắt. Và phù hợp với các nàng thích style nữ tính, ngọt ngào và theo kiểu vô thực nha mọi người. Người đã thấy thì mình đã soát xong cả 5 màu, mình đã order về 5 màu của bộ sưu tập son mới nhất, son dưỡng có màu đến từ nhà Silky Girl. Thì cá nhân mình thấy rằng sau khi soát xong cả 5 màu này thì mình thấy khá là hài lòng. Bởi vì không có cái màu son nào là mình thấy nó phí khi mà mình order về hết. Mỗi màu son thì sẽ có những cái tông sắc cũng như là nó sẽ phù hợp với cá tính và khuôn mặt riêng của từng người. Tuy nhiên thì để nói là mình ấn tượng với màu nào nhất thì có lẽ là mình sẽ thích cái màu là đỏ đất. Cái màu đỏ đất ấy. Thứ hai đó là cái màu đỏ cà chua.
Và thứ ba là cái màu này mình đang đánh là cái màu cuối cùng là màu 09. Cái màu này theo mô tả là một cái màu nâu nút, nhưng mà thực tế nó là một cái màu hồng đất mọi người, một cái màu hồng nút đất. Và đánh lên thì cực kỳ là gọi là tiểu thư luôn đấy mọi người. Nó không bớt đi cái vẻ bánh bèo của mình đâu, nhưng mà nó rất sang. Và mình thấy rằng cái màu này đánh rất là nhẹ nhàng, kiểu tông em MVB xinh. Ok, và xét về độ dưỡng thì mình thấy khá là hài lòng. Nó không bị quá bì kiểu quá là nhiều dưỡng, nhưng mà nó không kiểu là bị khô môi. Và nó che phủ khuyết điểm môi, nói chung nó tạo hiệu ứng trên môi rất là tốt. Và mình nghĩ rằng đây là một cái cây son mà mọi người không thể bỏ qua trong mùa đông lần này đâu. Nhớ sắm một cây nha mọi người, cực kỳ đáng tiền luôn á. Và hy vọng là video ngày hôm nay có thể giúp ích được cho mọi người, có thể giúp cho mọi người có thêm được những cái trải nghiệm mới, cũng như là có thêm được những cái gợi ý mới trong chuỗi cái bộ sưu tập son mà mọi người đang sưu tập. Và hy vọng là mọi người sẽ thích video này. Đừng quên cho mình xin một like và subscribe nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.